Thưa quý vị, Ngoại trưởng Kerry gặp mặt với phe đối lập Syria tại thành phố London. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry đã gặp mặt với phe đối lập Syria tại London vào ngày 22 tháng 10 năm 2013. Ông Kerry hiện đang ở London trong cuộc họp 11 quốc gia mà còn được gọi là London 11 để củng cố phe đối lập tại Syria và để đặt nền tảng cho cuộc họp Geneva thứ hai. Cuộc đàm phán tại Geneva gặp phải nhiều trở ngại, mà trong đó có sự chia rẽ giữa các thành phần của phe đối lập, cũng như không có sự nhượng quyền giữa các phe phái. Hầu hết các thành phần của phe đối lập đều không công nhận nhóm đối lập lưu vong mà được Tây Phương ủng hộ. Một số các quan chức, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Ả Rập, ông Nabil Al-Arabi, công bố cuộc họp mặt hòa bình tại Geneva dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 23 tháng 11 năm nay, mặc dù Hoa Kỳ, Nga và Liên Hiệp Quốc vẫn chưa công bố ngày thông tin này. Anh Quốc, Ai Cập, Pháp, Đức, Ý, Jordan, Qatar, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, United Arab Emirates và Hoa Kỳ đã gặp mặt trong cuộc họp để bàn thảo chương trình nghị sự cho cuộc họp mặt tại Geneva sắp tới, đồng thời giúp phe đối lập chuẩn bị cho cuộc họp. Trong khi Hoa Thịnh Đốn nói rằng Iran, một quốc gia đồng minh của Tổng thống Assad, có thể sẽ là một trong số quốc gia đến dự cuộc họp tại Geneva.